Thưa quý vị, sáng nay, Ủy viên Trung ương Đảng, Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao Lê Minh Trí có buổi làm việc với Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Đà Nẵng. Dự buổi làm việc có Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng. Theo báo cáo tại buổi làm việc, trong 4 tháng đầu năm, hai cấp kiểm sát thành phố đạt được nhiều kết quả tích cực. Đơn vị thụ lý mới 895 tin, trong đó thụ lý mới 692 tin, xử lý giải quyết 620 tin, tiến hành hai cuộc kiểm sát trực tiếp, thụ lý kiểm sát điều tra 626 vụ trên 1.165 bị can, phối hợp với cơ quan điều tra và tòa án xác định 22 vụ án trọng điểm. Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Đà Nẵng cũng đề xuất Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao ban hành quy chế quản lý án hình sự tập trung, thống nhất thực hiện trong toàn ngành. Đánh giá cao những kết quả đạt được trong những tháng đầu năm 2022 của Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Đà Nẵng, Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao Lê Minh Trí yêu cầu ngành cần tiếp tục đoàn kết, rút kinh nghiệm qua từng vụ án để từng bước khắc phục các hạn chế, tháo gỡ các vướng mắc trong quá trình làm việc. Nhấn mạnh, thành phố Đà Nẵng là điển hình cải cách tư pháp của cả nước. Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao cũng đề nghị lãnh đạo Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Đà Nẵng làm tốt công tác cán bộ. Mỗi cán bộ kiểm sát cần nâng cao tinh thần gương mẫu, cập nhật, nắm vững pháp luật, giữ gìn phẩm chất đạo đức nghề nghiệp, kiểm soát tốt việc thực thi pháp luật, góp phần vào sự phát triển chung của thành phố Đà Nẵng.